đấy đấy, cái mẫu hoa đỏ này em cho hai mẫu cho gia đình lựa chọn. Đây cho mùi xăng bên này cho nó xuôi thì chỉ bày nó dễ. Đây đây, mùi xăng này nó xuôi. Đây là khu vực cái phòng mặt tiền này, hai cái phần cột và cái hiên. Đây là cái phòng ngủ này, đi vào phòng khách này, đây là phòng ngủ nữa. Và cái sữa sảnh hiên này giống như nhà mình là thẳng hết hiên, thì trên này là được với trụ bê tông giả để tạo cái điểm nhấn, và sau này có thể chúng thì đặt cái tấm kính trong suốt lên kính đấy. Nhiều nhà họ cũng bắn mái tôn thì nó xấu. Đúng, đúng. Nhà bây giờ phải bắn cái này rồi để cho kính cường lực. Kính cường lực. Và cái thế này cũng là kính cường lực và biết cái inox. À đây, cái này là cái inox gọi là cái ban công lan can đấy. Thì cái này là phần mặt tiền đấy. Đấy, thiết kế chút gì. Còn cái đoạn này thì tôi thiết kế thêm thôi. Đây là cái hai cái ô để trồng cây và cái đoạn này làm đổ cái bê tông các ra không làm sơn giả gỗ. Đấy, thì cái thành cũng tương tự như thế. Để sau này trồng hoa lan hoặc là hoa giấy hoặc là hoa hồng thì nó treo đây thì cho nó ngôi nhà nó thơ mộng. Cái này là cái sàn bê tông ra đấy. Sàn bê tông ra. Nghĩa là đổ phê bê tông nó không, cái này bê tông mỏng hoặc là cái này nó liền với mái, à liền không, với tường ấy hả? Hay là nó bục? Cái này thủng. À nghĩa là bên trong này nó bục. Thì trên cao đây. Đây. Nó là cái nan này có thể là nó thép được. Nói thế là nhiều. Bằng thép sơn được hoặc là bằng bê tông sợ nó không đủ. Bê tông nó không đủ độ cứng đâu. Cứng. Cái bê tông chỉ là tấm bên này. Rồi tấm này là bê tông này. Còn cái này gọi là phần trang trí. Rồi trang trí thì nay mai mình làm hẳn bằng ống tít. Bằng ống nhôm, ống sắt to vuông to về xong mình sơn nào. Hoặc là ống nhôm được. Ông người làm một cây lốp. Một cái lốp mà lốp thì không đẹp. Nếu mà bây giờ chỉ có dùng sắt buộc, bắt đầu sơn, bây giờ nó sơn công nghệ nữa. Sơn tích điện. Thì đấy, cái chuyện đấy là nó không bao giờ nó han chỉnh được. Phải thời gian mình nhìn nó đẹp. Thì cái này là cho cái cây đấy vào chứ bê tông mà nó không đủ lực. Đấy, thì cái phần này nảy ra đây. Này chú xây nảy ra. Nảy ra. Nghĩa là cái xây thẳng về sau là về sau cái tông này xây nảy nảy ra. Nảy ra để ốp gạch nảy ra làm giả cái trục ấy. Ôi trục ấy bắt đầu đi theo cái đường này. Đi theo đường này. Thì cái này là phần trang trí. Đây là cái phương án. Đây là phần mặt tiền này. Cái khu vực này khu vực phía đằng cổng như đi vào thì cái này là cái không gian phòng bếp này, cái cửa này là phòng bếp. Đây còn phía này cũng sát phía bên đây rồi. Đi nhà có đây. Đây là phần cắt 3D. Đây là phương án có màu đỏ này. Đây. 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 Phần bước 5 bậc tam cấp lên đây. Khu vực này khu vực sảnh hiên đây này. Đấy, sảnh hiên vào khu vực phòng thờ. Hai ghế đây và cái ghế ngang đây. Thì chỗ TV đặt đây. Đặt ở sau như này. Thì cái chỗ này thì sau này chúng thì sẽ làm cái đồ gỗ ấy. Đấy. Thì ốp nảy ra. Sau đó cái từng gỗ nó có thể là chỗ làm từ 10 đến nhất xây từ 20 gõ vào. Để cho nó nảy ra để cho nó đẹp tạo cái điểm nhấn bật TV cái thứ đấy. Còn đến đây khu vực phòng thờ này, ra đây khu vực bếp này, bếp và bàn ăn hình nhé, và đây cuối là nhà vệ sinh, đấy đây nó có những ô thoáng, thì mua thức ăn, những gì sẽ đi vào đây, mở cửa này ra, đi vào phòng bếp nấu, thì không qua nhà cả, và em nấu xong đưa ra đây, ăn uống xong đưa ra đây, uống nước, nghĩa nó theo quy trình khép kín, là từ nấu ăn này, từ nấu xong ăn này, ăn uống nước này, sau đó đi vào vị trí các cái phòng, nó thành cái dây chuyền. Còn cái phần phòng thờ này thì đây là cháu đang vẽ lên ý tưởng này, còn sau này đúng không chú thì muốn chỉ làm nó hơi cao nên có tí là nó chỉnh được hơn đấy, thì sau này chú mới xem ngồi làm cái xem mà cườm bằng gỗ gỗ tròn như ngồi lái xe ô tô ấy, đi Phúc Lộc Thọ ấy, thì kéo cái rèm này xuống, ngày thường là coi như các cụ yên tĩnh là không liên quan nữa đấy, còn không gian bên trong đây thì cháu bố trí một cái sập này và cái hai cái bình đặt hai bên này. Đấy, hai câu nối này và cái này là có cái bàn ở phía dưới để kéo ra là cúng ngày lễ này đấy, thì đặt mâm cơm lên đây mua trí sang trí hết nhé. Thì cái khu vực thẳng đây thì công năng bên này nhé, xong nhé. Thì sang phía bên này thì đây là hai phòng ngủ, những cái phòng ngủ này là phòng ngủ VIP hay gọi là phòng master, phòng dành cho cặp vợ chồng, nó có thêm một cái không gian nhà vệ sinh trong này. Đấy, thì vị trí bàn giường thì chúng cháu đã tính toán thiết kế rồi, cứ đặt theo đúng cái giường như này, vị trí này, cái cửa, đây, cửa sổ đây, cửa sổ nhìn ra đây, để lấy gió ánh sáng. Còn nếu mà muốn thoáng nữa thì thêm một cái
cái cửa sổ nhỏ nhỏ dài dài ấy. Đấy, thì cho góc này. Đấy. Thì cái này đang như này cũng đủ ánh sáng rồi, đủ gió ánh sáng kích vào trong nhà rồi. Đấy, còn đồ lắp điều hòa. Lắp điều hòa. Đấy, thì cái phòng này tương tự thế, phòng này thì lấy ánh sáng ở đây. Đấy. Phòng này thì cái phần lõm này sẽ đặt cái tủ ở đây để cho nó fit và đều nhìn vào đều vuông hết. Cái khu vực nhà vệ sinh nó sẽ chiếm ở đây. Thì chỗ này đặt cái tủ. Tủ âm vào sau này thì chỉ cần làm cánh thôi. Làm cánh Tức là mình không cần đóng tủ. Không cần đóng tủ, chỉ đóng cánh lắp vào. Thiết kế như này thì có hai phần ngủ thôi à? Ba. Đấy, một ba. Ba bên này đây. Còn đây là bếp này. Đây là bếp. Bếp nhà ăn. Nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh này là dành cho cặp phòng này. Phòng riêng này. Còn hai cái nhà này thì đi vệ sinh chung đấy, nó vẫn hoàn thiện hết trong nhà. Nó không nói chung là đắp kín hết. Theo kín hết, nhưng vào trong này là chiến đấu luôn, là không có gì bước ra ngoài. Đây về mặt 3D thì nhìn như thế. Còn cái phần thi công phía đằng sau này nhá, thì cái nhà vệ sinh này là độ cao và độ bằng, nó không liên quan nhà của máy. Để sau này để test nước lên trên. Nên là cái xây cao bằng nhà trên này luôn, bằng mái luôn. Sau đó là không hạ cấp thì sau này đổ bê tông một loạt ra đây. Sau đó là phần này sau này đào tét nước như này để cung cấp nước cho nhà vệ sinh và nhà bếp này. Sau này đi nước thì ra cái nhà này vệ sinh ít dùng. Nhà vệ sinh kia thì nay mai mình cấp nước, mình đặt cái máy ở trên xuống luôn xây nữa. Nghĩa là trên này mình bằng rồi thì cần thiết là test nước đặt lên để trong cái nóng là nó tùm hết rồi nha, trong nước. Còn cái kia là nó bên ngoài. Đây nhá, cái đây mình phải bật chút. Như thế vẫn rồi. Nó ngày xưa chỉ có bản vẽ 2D này có đủ không? Bây giờ là 3D này, công nghệ 3D các công ty. Nói chung là làm như này là nói chung là ta thi công là nó dễ. Hình dung được ngay. Hình dung được nghĩa là kể về cái mô phẩm của nó đây rồi này. Đây nhìn thấy rồi đúng không? Đây là xong rồi, còn bây giờ chú nhìn xem là cái cột này rộng to như thì bắt đầu đến chi tiết. Thì chi tiết là do nhà mình cái đất này là đất vật nó gần đầm. Thì phải dùng cái kết cấu là kết cấu về phần móng cọc. Đấy. Đây là cái chi tiết các cái phòng và các cái bố trí về không gian giường. Thì vừa rồi nhìn cái 3D đây nó rõ rồi. Đấy. Thường tao làm chỉ như này thôi. Đấy, trong 3D kia. Ở đây kia thì chú cứ để làm. Đấy, thì làm cái người thích nhiều cái này. Còn người ta làm vào thiết kế cái này. Vâng, đây thông số các kích thước. Có thiết kế nó có hết rồi. Đây là phần mái đấy, cái phần phía đằng sau này là được là các nước này. Hoặc cái này là sẽ đặt bình cái năng lượng mặt trời. Đấy, hoặc là cái pin năng lượng mặt trời treo lên luôn. Đấy, các nước để ra đây. Cái năng lượng mặt trời nó cũng rẻ, cũng làm nhà. Bây giờ nó chỉ khoảng tầm 6-7 triệu thôi. Đấy, đây cái chi tiết cột rộng bao nhiêu thì có số rất là chiều cao các thứ để hết ở đây. Các cái vị trí thì có hết. Thì chúng sẽ làm phần nào để xem phần đấy. Đây cái các khẩu độ của những cái mi này như nào có hết. Đây kích thước cột đây. Đấy, 50 quay tay ra 50 đây. 500 này. Đấy các cái khẩu lõm vào, chỉ lõm vào có hết. Đây là các cái hình chiếu của các cái mặt của cái cắt người cắt. Đây cái vị trí dầm, cái dầm ở đây phần kết cấu. Đây các cái chỉ. Đây thì cái phần đây cuốn vòm này. Đấy, để sau này. Sau này nhân cuốn vòm đấy trong cái tiệm nhà. Nhìn nó dẻo. Tạm nhấn vào trong hộp thờ đấy. Đấy, đấy, đấy. Thì đừng làm vuông đâu. Cắt cái kia nó cắt trên này. Rồi nó cắt trên thì trong là không nhìn thấy, không thể hiện được cái phần đấy. Thì sau này là chú mua cái rèm hạt cườm ấy, nó có cái hòn tròn màu ấy, nó có cả cái hòn tròn nó màu sắc khác nhau, nó tạo ra cái chữ phúc đấy, nhìn rất đẹp. Nó có thành hang hạt thì nó rất là thiên nhiên trong cái phòng thờ, thì để cái sinh hoạt nó các cụ là nơi tâm linh riêng đấy, ngày dỗ chẳng rồi thì đấy là cái nhất. Thì phần mái phía trên của độ rộng dài nào thì đây có những cái thông số nước trước. Điều đến phần bậc thang cấp này, bậc thang sinh của vị trí nước ngoài cao độ lên theo đúng cái chiều cao quy định của xây dựng không có hết. Phần đặt bộ vệ sinh và cái đất nước của nó bị nước cái điện nước sẽ như là đây một cái bậc thang cấp 5 bậc này, 5 lần
Có nghĩa là phần hiên nó hay là năm. Phần hiên là năm. Còn mình xây thì xây bốn tầng. Năm bước theo cái năm bước và cái chiều cao 150 mươi, độ bước chân nó không bị trùng. Là 15 phân đúng không? 15 phân là năm bước thoải mái. Không tính toán thì có hết. Cái chiều cao và độ của năm bước bước chân. Đây là đặt đấy cửa lại sau này. Đặt cửa sau. Đây là cửa theo kích thước đẹp nhất. 260 chiều cao 2150. Đây thì quan trọng nhất phần kết cấu này. Phần kết cấu này chúng ta phần quan trọng kiến trúc. Thì sau này phần kết cấu thì làm lơ thì gần chỗ về sẽ xem. Đấy, đây là các cái vị trí ép cọc. Vị trí điểm cọc. Đây, cái sơ đồ ép cọc theo tim. Chiều một chiều này là 11m78. Chiều này là 13m28 này. Các cái vị trí cọc đây có tất cả tổng là 23 cọc. 23 cọc. Cái sơ đồ ép cọc này khi rắc móng kéo theo vị trí điểm cọc ép cọc nên có 23 cọc. Cái vị trí đây thì cái kích thước của cọc. Alo. Ở cái chế đấy em còn đang bận tí nữa. Đây là cái cọc vuông 200x200 và cái yêu cầu cái phi bên trong 4 cây, bên trong là phi 14 và đai là phi 6. Cái cọc này thì khi mua cọc theo cọc thì đặt thôi, cứ đặt thôi. Mình phải đặt. Đúng rồi, đặt. Nhưng còn nếu mà cọc kia là nó chứ mình không đổ được. Đặt cái đổ đặt ép cọc. Đổ chủ sắt này. Sắt này. Đấy. Đặt thôi. Đây là tính toán cho về nó mà chủ được cho gia đình. Thì cái cọc này là lõi phải phi 14 nhé. Đây là cọc lõi 14 sau này đập ra mà không ra. Đây. Sau khi ấy cọc xong nhất thì nó cọc lên thì các cái vị trí đài nó nằm trên cái đầu cọc này. Đấy. Thì nó cũng tương ứng với 23 đài. Đấy các vị trí đài. Thì đây là mặt cắt của đài đấy. Đấy. Thì trên cái đài này sẽ sau này sẽ là cột. Nó thành cái rọ ấy, cái rọ trùng xuống. Nó trùng xuống, cái rọ này sẽ là vuông 550 đến 550. Ừ. Tốt, 550. Vuông 550. Đấy, nó sẽ trùm lên cái đài cọc ấy. Đài cọc bây giờ cũng phải ở lên. Rồi, nó phải vô lên. Xong rồi, đập để lên. Mình phải lấy đầu sắt. Lấy đầu sắt, chứ để dài nhất là từ 20-25. Xong nó bẻ ra. Bẻ ra thì mới trùm lên cái rọ này cọc này vào. Trùm cái rọ cọc này vào, sau đó là chạy dầm xung quanh. Đấy, đây thì chiều cao dầm đây. Nói thì chúng mình đi lại. Đấy, đây nhá. Cái rọ nó sẽ vuông 550, ụp ở đây. Sau đó là đến cái dầm này. Dầm chạy ra các phía này. Thì đây cái chiều dầm, đây cái kích thước của dầm mặt cắt đây. Đó, đây là 300 này. Chiều cao là 600. 300, 600. Thì ở dưới là 3 cây phi 18. Ở trên là 3 cây phi 18. 3 cây. Con trai cũng phải nhờ. Cái này không cần chúc phình vì nhà mình một tầng thôi. Chúng cần nếu mà chú cẩn thận nữa thì chúng ta cây chúc phình vào thì sẽ cách từ mép trên này xuống dưới này là 1/3 của cái. Thế 600 này thì nó sẽ rơi khoảng 200. Cho một cái cây phi 14 vào đây cũng được. Đấy, những cẩn thận. Từ đây nó tính rồi. Đấy, thêm cái cây chúc phình cũng được. Mà chú cần 700 cho cây chúc phình thì nhà một tầng. Giờ 330 với lại 600 nhé. Ví dụ cái đoạn này nó chạy vòng quanh lên này, để kết nối đến cái đài quanh nhà, cái móng này, quanh nhà đến đài vị trí này và cái phần cột này, cột lên thì cái này thép phi 20 nhé, các vị trí cột này điểm lên, thì sau cái dầm là sẽ là cột luôn đấy, thì bắt đầu đổ bê tông để cái đầu cột ra, thì cái này thì chú ý mỗi cái điều đấy thôi. Cột này mai là cột đổ 200 đấy, cột sắt 20 nhé. Vâng, sắt 20. Và cái